Vào chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thủ đô Viên Chăn, dự quốc tang đồng chí Đại tướng Sĩ Gia Vạt Kẹo Bun Phăn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Sĩ Gia Vạt Kẹo Bun Phăn, một trong hai đại tướng đầu tiên của quân đội Lào đã từ trần vào sáng ngày hôm qua, ngày 12 tháng 5 năm 2020, hưởng thọ 92 tuổi. Là chiến sĩ đội vũ trang tuyên truyền xung phong vùng Tây Bắc từ năm 1947 và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 1950, đồng chí Sĩ Gia Vạt Kẹo Bun Phăn là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng quân đội nhân dân Lào và giữ chức Tổng Tham mưu trưởng từ năm 1955. Đồng chí liên tục đảm nhiệm cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ khóa 1 năm 1955 đến khóa 8 năm 2011. Từ năm 1975, đồng chí lần lượt đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào, Bộ trưởng Nội vụ và Bí thư Đô trưởng Viên Chăn. Năm 1980, đồng chí Sĩ Gia Vạt Kẹo Bun Phăn được Đảng, Nhà nước Lào phong hàm Đại tướng. Năm 1986, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị Trung ương Đảng và năm 1996 được bầu lại vào Bộ Chính trị và giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước. Từ năm 1998 đến tháng 3 năm 2001, đồng chí giữ trọng trách Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào. Và từ tháng 4 năm 2001 đến trước khi nghỉ hưu vào năm 2011, đồng chí giữ trọng trách Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Chia buồn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trong sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vô cùng thương tiếc Đại tướng Sĩ Gia Vạt Kẹo Bun Phăn, nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời hy sinh, phấn đấu vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào và là người bạn lớn nhất của nhân dân Việt Nam. Đồng chí Sĩ Gia Vạt Kẹo Bun Phăn mất đi là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí anh em thủy chung và vô cùng thân thiết. Người đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Lào. Lễ viếng đồng chí Sĩ Gia Vạt Kẹo Bun Phăn diễn ra đến ngày 16 tháng 5 tại Bộ Quốc phòng Lào. Lễ truy điệu được tiến hành vào cùng ngày ở thủ đô Viên Chăn.